A virus is really just a hull around genetic material and a few proteins, arguably not even a living thing. It can only make more of itself by entering a living cell. Corona may spread via surfaces, but it's still uncertain how long it can survive on them. Its main way of spreading seems to be droplet infection, when people cough, or if you touch someone who's ill and then your face, say rubbing your eyes or nose. The virus starts its journey here and then hitches a ride as a stowaway deeper into the body. Its destinations are the intestines, the spleen or the lungs, where it can have the most dramatic effect. Even just a few coronaviruses can cause quite a dramatic situation. The lungs are lined with billions of epithelial cells. These are the border cells of your body, lining your organs and mucosa, waiting to be infected. Corona connects to a specific receptor on its victim's membranes to inject its genetic material. The cell, ignorant of what's happening, executes the new instructions, which are pretty simple, copy and reassemble. It fills up with more and more copies of the original virus until it reaches a critical point and receives one final order, self-destruct. The cell sort of melts away, releasing new corona particles, ready to attack more cells. The number of infected cells grows exponentially. After about 10 days, millions of body cells are infected and billions of viruses swarm the lungs. The virus has not caused too much damage yet, but corona is now going to release a real beast on you, your own immune system. The immune system, while there to protect you, can actually be pretty dangerous to yourself and needs tight regulation. And as immune cells pour into the lungs to fight the virus, corona infects some of them and creates confusion. Cells have neither ears nor eyes, they communicate mostly via tiny information proteins called cytokines. Nearly every important immune reaction is controlled by them. Corona causes infected immune cells to overreact and yell bloody murder. In a sense, it puts the immune system into a fighting frenzy and sends way more soldiers than it should, wasting its resources and causing damage. Two kinds of cells in particular wreak havoc. First, neutrophils, which are great at killing stuff, including ourselves. As they arrive in their thousands, they start pumping out enzymes that destroy as many friends as enemies. The other important type of cells that go into a frenzy are killer T cells, which usually order infected cells to commit controlled suicide. Confused as they are, they start ordering healthy cells to kill themselves too. The more and more immune cells arrive, the more damage they do, and the more healthy lung tissue they kill. This might get so bad that it can cause permanent, irreversible damage that leads to lifelong disabilities. In most cases, the immune system slowly regains control. It kills the infected cells, intercepts the viruses trying to infect new ones, and cleans up the battlefield. Recovery begins. The majority of people infected by corona will get through it with relatively mild symptoms. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đại dịch COVID-19 đang xảy ra khắp nơi. Không biết chúng ta sẽ học được bài học gì sau cơn đại dịch này. Nhưng với cái nhìn đức tin của một người anh em trong Đức Kitô và trong tâm tình của một mục tử, tôi xin chia sẻ những bài học được lấy ra trong bài phúc âm hôm nay, Chủ nhật thứ tư mùa chay 2020, về câu chuyện của Chúa Giêsu chữa lành người mù từ lúc mới sinh và câu hỏi vượt thời gian và không gian của các môn đệ Chúa. Do tội của anh ta hay của cha mẹ anh ta mà anh bị mù? Hay nói một cách khác theo tục ngữ Việt Nam là có phải đời cha ăn mặn, đời con khát nước không? Thứ nhất, một nỗ lực không biên giới vượt qua tất cả để chỉ hướng đến mục đích chung tốt đẹp. Hơn lúc nào hết, chúng ta thấy rõ một nỗ lực rất mãnh liệt và toàn diện, mang tính toàn cầu, của biết bao nhiêu bác sĩ và các nhà khoa học trên thế giới đang chung tay để nghiên cứu với mục đích tìm ra cách thức chữa trị và những loại vaccines ngăn ngừa đại dịch coronavirus.
Họ chỉ chú tâm để đạt được mục đích chung. Họ không còn bị cách biệt gì về màu da, giai cấp, chính trị, ngôn ngữ hoặc tôn giáo hay bất cứ rào cản nào. Họ gặp nhau chỉ vì cùng có một chung một mục đích hết sức khẩn thiết là tìm ra phương thức chữa trị và ngăn chặn sự lây lan của siêu vi khuẩn corona, một nỗ lực không biên giới. Bài học thứ hai, những hành động mang tính nhân văn và bác ái được nhân rộng và loan tỏa nhanh chóng. Tại các địa phương, người người nỗ lực tìm kiếm, tạo ra và chia sẻ những khẩu trang và những dụng cụ y tế giúp cho các nhân viên y tế và những người phục vụ cộng đồng. Những việc làm bé nhỏ nhân đạo này được khuyến khích và lan tỏa qua các phương tiện truyền thông một cách hữu hiệu. Dường như mọi và mọi người đều có thể dễ dàng góp phần mình vào việc ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch coronavirus. Những hình ảnh này được thấy trên truyền hình, rất là cảm động. Bài học thứ ba, kiến tạo, củng cố và thăng tiến các mối tương quan trong gia đình và những người thân. Với mệnh lệnh giới nghiêm của chính phủ được áp dụng và có hiệu lực ở những cấp độ khác nhau, nên các gia đình thi hành các mệnh lệnh này. Số 1, no school, không đến trường và có thể học online. Số 2, no work, không đi làm và nhiều việc làm có thể làm ngay ở nhà, online. Số 3, no travels, theo khẩu hiệu stay home, stay safe and stay healthy. Không đi đâu xa mà chỉ ở nhà vì sự an toàn cho bản thân, cho gia đình và cho người khác. Số 4, no mass, no Sunday obligations. Nhiều giáo phận tạm thời cho miễn luật buộc đi lễ ngày Chủ nhật và các ngày lễ buộc. Vậy thì tuần thánh ra sao? Xin tội mùa chay và rước lễ mùa phục sinh như thế nào? Nhưng đây có lẽ là điều mà cha mẹ mong muốn cho mọi người trong gia đình, là có điều kiện và cơ hội quây quần bên nhau để xây dựng mái ấm gia đình mà không bị phân tâm vì việc làm. Bài học số 4, gia đình là nơi cầu nguyện, chốn an vui. A family prays together, stay together. Gia đình nào cầu nguyện chung thì vui vẻ sống chung với nhau. Vì không đi làm, không đi học và cũng chẳng đi đâu, nên các thành viên trong gia đình có nhiều thời giờ quây quần, gắn bó bên nhau, nói lại những rạn nứt và cùng nhau cầu nguyện. Những việc này được thực hiện dễ dàng hơn bao giờ hết, vì không bị áp lực về thời gian và công việc, nên giờ cầu nguyện chung của gia đình có thể nói là Chúa ở gần họ hơn, vì nơi nào có hai ba người cầu nguyện dân danh ta, thì ta sẽ ở đó giữa họ. Số 5, chính phủ có cơ hội thực hiện lời hứa triệt để hơn. Chính phủ có cơ hội để thể hiện vai trò và trọng trách của mình rõ rệt hơn, để đương đầu với cơn đại dịch kinh hoàng coronavirus. Chính phủ cũng rơi vào các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, nên mọi người có thể nhận thấy chính phủ bày tỏ cách rõ rệt vai trò của mình bằng mọi cách lo cho dân. Khi vận động bầu cử, các ứng cử viên đã từng hứa hẹn rất nhiều. Bây giờ đúng là cơ hội tốt nhất và cần thiết nhất để họ thực hiện những lời hứa phục vụ cho dân. Thí dụ, Quốc hội và Tổng thống đã đồng ý bỏ ra rất nhiều tiền cho những người dân trong tháng 4 tới này. Số 4, hiện nay mỗi người chúng ta
rất giàu về thời gian. Thời giờ là tiền bạc. Khi còn ở Việt Nam, chúng ta có thể thấy người khác hoặc chính chúng ta rơi vào tình trạng nghèo, nghèo về tiền bạc hay của cải vật chất, và nghèo về kiến thức. Khi sang Mỹ, lại rơi vào cái nghèo khác là nghèo về thời giờ. Khi sang Mỹ đây, chúng ta có cơ hội đi làm để giải quyết cái nghèo về vật chất và bổ túc cái nghèo về kiến thức. Nhưng vô tình, có thể chúng ta gây ra cái nghèo mới là nghèo về thời gian. Sống trong thế giới văn minh, đi đâu và lúc nào người ta cũng thường nói thiếu thời giờ hay không có đủ thời giờ. Thì giờ đây, mỗi người đều có rất thời gian để thực hiện những điều chưa thực hiện được khi không có thời gian. Những việc làm như chăm sóc cho bản thân, cho gia đình và cho những dự định đã ao ước thực hiện từ bao năm qua. Giờ thì chúng ta rất giàu vì chúng ta có rất nhiều thời giờ, cũng vì con vi trùng bé nhỏ COVID-19 không cho đi đâu cả. Bài học thứ 7. Về nhà cửa, máy ấm gia đình trở nên gọn ghẽ và sạch sẽ hơn. Vì có nhiều thời gian ở nhà, nên mọi người sẽ chung tay dọn dẹp và lau chùi nhà cửa, cũng như những vật dụng trong nhà. Ngôi nhà thường được gọi là tổ ấm, giờ đây cũng sẽ nên ấm áp, khang trang, ngăn nắp, sạch sẽ và đẹp đẽ hơn. Các tủ lạnh cũng được lau chùi và tổ chức lại, nên các đồ ăn, thức uống hết hạn, đã đi vào quên lãng, giờ thì cũng được bỏ đi. Học thứ 8. Cơ hội vàng để nhìn lại bản thân và trả lời các câu hỏi hiện sinh. Khi ở nhà, mỗi người chúng ta có nhiều thời gian để trầm lặng, để nhìn vào tâm hồn mình, để xác định lại căn tính của mình và định vị cho mình. Phải chăng đã có lúc chúng ta đã bị vong thân hay đánh giá mình một cách chủ quan và thiếu chính xác? Chúng ta luôn nghĩ và cho mình là một sinh vật quan trọng, vĩ đại, tuyệt vời nhất trên mặt đất này. Nhưng bây giờ chúng ta có thể có cái nhìn khác. Khi một con siêu vi khuẩn coronavirus quá bé nhỏ mà chúng ta không nhìn thấy được bằng đôi mắt thường, cũng có thể đe dọa, đánh gục, đè bẹp và giết chết chúng ta. Nó làm cho chúng ta sống trong lo sợ, nghi ngờ lẫn nhau, không dám bắt tay ra đường ăn uống chung với nhau. Những tự do và sinh hoạt bình thường hàng ngày trên đất nước tự do số 1 của địa cầu này vừa biến mất. Bài học số 9. Tìm kiếm và tín thác vào Chúa hơn. Lúc này là lúc chúng ta thực sự cảm thấy mình cần đến Chúa nhiều nhất. Chúng ta tìm kiếm Chúa cách mãnh liệt nhất khi chúng ta không còn dám chỉ cậy dựa vào chính bản thân mình hay vào người khác, mà chỉ tựa nương và tín thác vào Chúa. Có lẽ đây là lúc chúng ta quay trở lại như người con hoang đàng về với cha anh để nói lên: Thưa cha, con có tội với cha, xin cha đón nhận con vào nhà cha. Bài học số 10. Chân nhận giá trị của ngôi thánh đường quen thuộc. Có lẽ trong giai đoạn này, khi chúng ta tạm không còn được đến nhà thờ do một số quy định, và có thể nói đây là lần đầu tiên chúng ta cảm thấy nhớ nhà thờ. Dù ở độ tuổi nào, trong tình liên đới của những người trong cùng một cộng đoàn giáo xứ, tình liên đới đó cho chúng ta có được cảm thức thuộc về cộng đoàn giáo xứ như một đại gia đình.
Nhà thờ là nơi để chúng ta gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau một cách chân tình nhất. Khi có cơ hội dễ dàng đi nhà thờ, có vẻ chúng ta ít quan tâm. Giờ thì cảm thấy mất mát một cái gì đó đã thành thói quen hàng tuần. Bây giờ chúng ta cảm nhận thấy thật quý giá khi được đến nhà thờ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cơn đại dịch coronavirus 2019 rồi sẽ đi qua. Chúng ta sẽ trở lại nhà thờ, nơi chúng ta nhận lãnh ân sủng Chúa qua các phép bí tích. Sẽ gặp lại người thân trong gia đình con Chúa. Sẽ chào đón mọi người trong hân hoan Tây Bắc mặt mừng. Tôi tin rằng cái nhìn của chúng ta sẽ khác, như là sau cơn mưa trời lại sáng. Cách cư xử của chúng ta sẽ khác, tràn đầy tình người, những người con cùng gọi Chúa là cha. Cách tham dự thánh lễ của chúng ta sẽ khác, sẽ sốt sắng hơn, vì chúng ta sẽ cảm nhận được Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong mọi nghịch cảnh cuộc đời. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa và là mẹ của chúng ta, cùng Thánh Nữ Helena, bổn mạng giáo xứ chúng ta, luôn ban bình an xác hồn và đổ tràn đầy ơn Chúa trên mọi người chúng ta.